xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm bữa mình có quay review chiếc xe ông bạn thì có rất nhiều người hỏi nhắn tin chiếc xe xong chưa anh ơi. Bây giờ nó hoàn thiện thì cũng chưa hoàn thiện cho lắm, nhưng mà còn dây điện vẫn còn rã rời này. Đó, cột thì nhưng mà không sao, bây giờ là đó. Đây mọi người. À, thấy chưa? Đó là số nhanh, còn số chậm thì à, đó, đây là số chậm nha mọi người. Đó. Thấy chưa? Đó, thấy không? Thấy không? Bây giờ mình chơi số nhanh nha. Về nè. Trời ơi. Mày đụng tao mày. Trời ơi, mình vẫn chưa còn mình chưa có kỹ thuật lái nha mọi người. Mọi người thông cảm cho mình nha. Trời ơi. À, mình vẫn chưa có kỹ thuật lái. Trời ơi, nó kỳ sao. À. Đó, nhìn trên ống kính thì cái con xe nó rất là nhỏ đúng không? Bây giờ mình đo kích thước của nó này, bề ngang là 21 cm. Bây giờ là chiều dài nhá. Chiều dài là 67 này. Đó, chiều dài là 67. Nặng 5 cân 1. Đây cục pin 12V nhá. Đó, quay gần. Đó, cục pin 12V. Xe này có thể không phải là con nít chơi mà là người lớn chơi đúng đấy. Đó. Bây giờ thì không nói nhiều nữa, bây giờ là mình sẽ đi test con xe thôi. Đi thôi. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chiếc xe này 5 cân bỏ xuống dưới đất. Còn cái này quay xuống dưới góc. Cái chậu hoa này, đất này, đá này là bao nhiêu cân mọi người? Ok. Thì nếu mà cái xe này thì mình sẽ ok nhá, mình nói vậy là mọi người đủ hiểu rồi. Theo mọi người nghĩ là cái chậu này là bao nhiêu cân? Bình luận. Bây giờ là vào vấn đề. Ê, lên trên xe không? Chở luôn. Trời đúng ơi. Này. Không sao, để nó lên hình luôn. Đây. Nổ máy đó. Quên rồi em. Ui. Mình đã nói đúng nha. Mình nói không sai nha. Từ video trước mình nghi là con xe này có thể chở được là 30 cân. Chở đường băng đã đủ. Nghe cái tiếng rọc luôn á. Mà mạnh thật. Xe block luôn mọi người. À, đừng có cấy xe nha. Cấy xe mới mắc tiền đó mọi người ạ. Ok chưa? Rồi chưa? Đó. Như vậy được chưa mọi người? Như vậy được chưa? Đó. Mình mong sao là ông bạn mình vài ngày nữa chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, chiếc thứ tư, chiếc thứ năm sẽ làm đẹp hơn cái con này như nhá. Mình mong là như thế sẽ làm đẹp hơn, thẩm mỹ hơn. Đó, như vậy là mình thấy quá đẹp rồi, quá đẹp, không chê. Bây giờ thì thôi mình đi cất xe thôi, mình không để ngoài nó mất hết.